Vâng, và sau đây mời các bác cùng trải nghiệm chất âm của âm ly đèn TRV34XE. Em này thì chạy cấu hình là 4 bóng IL34 và hai bóng 12 AU7 và một bóng 12 AX7, đó là những bóng rề. Con này thì hàng thùng xốp nha bác, về còn nguyên cả thùng xốp nên nó rất là tuyệt vời luôn. Giá là 28 triệu 5, phù hợp với các bác mình chơi những dòng loa độ nhạy cao, loa JBL và thích tiếng nghe chất âm đèn nhẹ nhàng và đặc trưng những IL34 thì các bác sẽ nghe được cái trung âm rất là rõ nét và bass rất là mềm mại ngọt ngào. Và sau đây mời các bác cùng nghe chất âm, và sau đây mời phía sau các bác sẽ thêm được chi tiết em khui thùng con này nha. Giá là 28 triệu 5 nha các bác. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên 0978 338 14 hay là 0965 770277. Còn tất cả những cái nấm này. Đấy. Các bạn thấy trung âm rất là hay không? Vâng, các bác nghe tới đây thì cũng đủ thấy độ mượt mà của dòng đèn tri rồi. Và sau đây mời các bác cùng xem luôn chi tiết luôn nha. Bác nào lấy thì alo cho em nha. TRV34XE, con này chạy 4 có hình 4 bóng IL34. Những dòng bóng này thì tiếng bass mềm và trung âm và dải cao nổi trội. Các bác chơi những dòng loa mà toàn dải Antech bass 40. Tuyệt vời, nó nặng nha các bác nên là nó đi cái này xuống nên nó nghiêng. Đây, con này về có cả ốp gỗ nha. Thùng xốp nha đẹp, trên 95% mới tinh, siêu lướt. Còn cả những cái bảo vệ bóng nha, hay là những bóng rề. Phía trước còn cả cái ập chập luôn nha, cứng ngắc luôn nha các bác. Điện 100V nha, 280W nha các bác. Mới tinh. Đây là cổng Redwood này các bác, có cổng chia tín hiệu này để kém sub này hoặc là kém qua tín hiệu cái đài sản phẩm khác. Và đưa ba đường tín hiệu đầu vào này, một cổng trước là 4 này. Đấy, điện 100V. Con này là hàng nội địa nha các bác, 100 đến 120 thôi nha, không có 224. 280W, một công suất cực kỳ là khỏe để các bác mình chơi những loa như là JBL Bass 40, 4343 đến 4343 hoặc là những dòng tăng noi Eden, Tuberi vân vân. Những dòng loa cây BBK. Đây là trạm loa. Đấy. Con này giá 28 năm nha các bác, này là hóa đơn mua bên Nhật.
28 năm. Hiện tại đèn tri thì em chỉ còn con này thôi. Thùng xốp bác nào có chốt thì alo cho em, hoạt động hoàn hảo nha. Hay là chúng ta mở lên. Bóng IL34 mới tinh nha các bác. 20GC. Các bác thấy đầu bóng này. Mới tinh. Chắc là mới nha. Tiếng hay cực kỳ nha các bác. Rất là hay luôn. Này các bác chơi những loa JBL và L100 Canary 4312 412 MK2 L166 L65 Dubai quánh L65 Dubai rất là hay. L65A rồi các bác. Vâng. Bác nào chốt thì alo cho em nha, một em duy nhất. Thùng xốp TRV 34SE. Siêu lướt. Cặp bến em Chiến. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên để chốt sản phẩm. Giá là 28 năm, chuyên khoản đủ thì em bớt 300 ngàn, còn 28 triệu 200 bao ship. Điện 100V 280W nha các bác.